Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn sửa một cái bo Daikin G32 G32. Thì cái đời này bây giờ nó thông dụng lắm rồi các bạn ha, không có cái gì mà phải giấu giếm các bạn hết. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từ từ để chúng ta sẽ sửa chữa cái máy này nha các bạn. Ok, không còn xa lạ đối với chúng ta được, tại vì cái đời này nó hư rất là nhiều, cho nên hầu như là chúng ta đi sửa là chúng ta rất hay gặp nó. Các bạn xem giờ các bạn có thể làm theo mà cũng thấy là giải quyết một số vấn đề để cho sửa chữa. Thì đầu tiên đây, cái này các bạn xem, người ta đưa tới cho mình là có cái bo đầu và cái bo đuôi. Tôi đã nói là máy nén không chạy, thì chúng ta sẽ xem coi, chúng ta sẽ tìm ra cái phương án. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải kết nối bo đầu bo đuôi lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối nha, nhưng mà theo cái thói quen của mình thì các bạn nên gỡ cái bo mặt ra, tại vì ở dưới đây thì chúng ta sẽ không biết nó có thằng lằn hay cái gì đó thì nó chui xuống dưới đây. Nếu như chúng ta vô tình mà chúng ta mở ra mở điện lên thì nó sẽ chập, nó sẽ cháy. Và tốt nhất là các bạn nên gì, có một cái bước thủ tục cho các bạn mở nó ra đi đã, rồi các bạn hãy kết nối gì đó kết nối. Đồng ý nó sẽ tốn công của các bạn, nhưng mà sẽ đỡ cho các bạn về sau này phải hối tiếc một cái gì đó mà bị chập cháy. Rồi, nó bắt hơi cứng rồi các bạn ha. Chúng ta sử dụng sức chút xíu. Nên nó còn zin các bạn, tức là nó chưa mở ra lần nào á, nên nó rất là cứng. Còn những cái mà chúng ta đã mở ra rồi thì nó sẽ rất là nhẹ. Tại vì cái hãng người ta bắt bằng máy. Các bạn cứ coi cẩn thận rồi các bạn sẽ làm theo, chứ không có gì phức tạp đâu các bạn. Không gì phải lo cả ha. Rồi. Cái mày rất còn mới các bạn ha, không có con gì hết. Rồi chúng ta sẽ gỡ ra. Cái này rất là cứng luôn ha. Mình để cái tủ vít lớn ở dưới nhà cho nên không có tủ vít lớn ở đây. Để thử cái này xem. Số cái nhiều khi vấn đề cơ khí chúng ta cũng phải hơi động thủ cho nó chút xíu. Rồi, chúng ta sẽ kết nối bo đầu bo đuôi lại với nhau. Rồi xem nó báo lỗi gì. Rồi các bạn nên vệ sinh chút xíu. Để nó không có dính xuống cái nha, cái bạn. Chút nữa chúng ta sẽ gắn lại thì chúng ta sẽ bôi cái keo này lại cho người ta. Cái keo này là keo để nó áp sát cái mặt của con linh kiện với miếng nhôm để nó giải nhiệt miếng nhôm. Nếu không có nó thì không có miếng nhôm thì IC công suất sẽ nóng lên, trong một số trường hợp nó sẽ chết IC công suất hoặc nổ IC công suất. Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối bo đầu qua đuôi với nhau. Thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái bộ dây bao gồm ba đầu như thế này, đỏ đen và trắng, thì chúng ta sẽ kết nối với nhau thôi. Không có gì là ghê gớm, cũng không có gì là phức tạp, đúng không các bạn? Đó là trắng thì chúng ta sẽ kết nối vô trắng. Đỏ chúng ta sẽ kết nối vô đỏ. Đỏ đen chúng ta sẽ kết nối vô đen, thế thôi các bạn ha. Đơn giản không? Đơn giản. Rồi. Bên đây chúng ta sẽ kết nối với lại cái bo đầu cũng y chang như vậy luôn. Về mức độ phức tạp thì không có gì là phức tạp ha các bạn. Cái này ai cũng có thể làm được. Còn các bạn nào cũng muốn mua cái kẹp cá sấu thì các bạn có thể alo cho mình hoặc là nhắn tin vô số Zalo của mình. Thì mình sẽ ship cho mấy bạn những cái này, các bạn về các bạn cũng tự làm được ha. Ok. Rồi, như vậy chúng ta sẽ hoàn thành cái bước mà kết nối hai cái dây này là cái dây vô cái cuộn gì? Cái cuộn seal thợ hay là kêu cuộn seal. Ở ngoài trong kỹ thuật người ta kêu là cuộn L. Rồi,
Rồi ok. Thì tác dụng cái cụ này như thế nào thì trong quá trình mà các bạn học ở đây thì tôi giải thích rất là rõ ràng. Trong vấn đề sửa chữa không có gì phức tạp đâu, các bạn đừng có quan tâm những điều đó. Rồi ok. Vậy là khi mà các bạn muốn thử một cái bo mà muốn đầy đủ thì các bạn cần phải gắn cho người ta cảm biến. Rồi gắn cảm biến, một số bạn thì nói là trên cái bo này không có cảm biến, và không phải là không có cảm biến, ở đây là một con cảm biến. Đây là con cảm biến gắn vô ống đồng, người ta kia hay hay thợ người ta hay kêu là con cảm biến ống đồng. Tùy các bạn muốn kêu sao cũng được, hay là con kêu là con cảm biến gì đường gì đường ga cũng gì cũng được, sao cả miễn mà các bạn hiểu là cái con cảm biến này nó gắn ở trên cái dàn ống của bo đầu của cái dàn lạnh ha. Ok, vậy là các bạn sẽ thay nó bằng cái con, ở đây mình hay gắn con 10 kg, 15 kg, tùy các bạn muốn gắn con nào cũng được. Ở đây thì thầy hay gắn cái con 15 kg. Còn cái con cảm biến nhiệt độ phòng thì nó nằm ở đâu, các bạn xem ở trên đây nó nằm đây chứ không phải là không có. Nhưng mà một số bạn là nói là thấy nó không có con cảm biến phòng, mà thấy bạn thấy người ta ký hiệu là RTH, tức là resistance thermostat, tức là cảm biến gì nhiệt độ của phòng, người ta gắn lên đây. Nó khác cái những cái đời trước ở chỗ đó, thay vì đời trước người ta sẽ gắn một con cảm biến rời ra ngoài, nhưng mà bây giờ thì nó gắn ở trên cái bo luôn, thì như vậy thôi cho nó sẽ tiện, để tiện cho cái vấn đề mà sản xuất của cái nhà sản xuất, chứ không có gì mà ghê gớm lắm các bạn ha. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ kết nối, bây giờ chúng ta sẽ hàn con cảm biến đầu lạnh vô, nếu không này nó sẽ báo lỗi. Chúng ta sẽ hàn con điện trở vô. Các bạn xem không có gì phức tạp đâu các bạn hàn. Thì cái con cảm biến này thì các bạn thấy là nó đưa hai cái chân ra, mình sẽ phóng lớn lên cho các bạn xem. Bạn thấy không, đây hai điểm này các bạn, đây từ cái con cảm biến hai cái chân này nó sẽ đưa ra hai cái điểm này, thì các bạn chỉ cần hàn con điện trở vô đây là được rồi, đâu cần phải là nhất thiết là phải kiếm cái lắc dây giang đâu, không cần, chúng chỉ hàn vô thôi là xong, nhớ nha, đơn giản ha các bạn ha, đơn giản đây, điện trở đây các bạn thấy rõ chưa, thấy không đó, rất là rõ đúng không, rất là rõ. Mình sẽ kêu tiêu cự cho nó, tại vì nó nhỏ quá trong đây, cái độ zoom của cái máy quay nó quay nó nhìn. Rồi chúng ta sẽ hàn vô thôi. Thật ra có một khoảng thời gian mình ít có quay clip là do các bạn biết sao, mình làm những cái mô hình test ban mình không có đủ cái thời gian để mình sửa máy, chứ không để mình làm những cái video clip cho mấy bạn, các bạn hiểu không, chứ không phải là mình ngưng những cái video clip. Rồi chúng ta hàn xong các bạn, đây số đẹp không quan trọng, chúng ta sẽ thử thôi, bạn thấy chưa. Và chúng ta hàn như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành con cảm biến. Rồi tiếp tới là cái bo đuôi, cái bo đuôi thì chúng ta có tổng cộng là ba con cảm biến, thì chúng ta sẽ dùng ba con điện trở trên mắt này, chúng ta sẽ gắm vô. Tiếp theo là cái con cảm biến chỗ đầu lóc, chúng ta dùng cái kẹp, chúng ta kẹp lại vậy là xong rồi ha. Rồi đây là cái quạt đuôi nóng chưa, như vậy là từ rắc trên đây mình hướng dẫn cho các bạn, còn đây là cái rắc mà cho van tiết lưu, còn đây là cái rắc để cho nhà sản xuất họ làm công việc của họ. Rồi chúng ta sẽ gắn cái quạt vô. Đây là cái một cái thao tác chuẩn bị để chúng ta sửa chữa, các bạn thấy rất là vất vả, rất là phức tạp đúng không? Đúng không, nếu các bạn không có đồ thì các bạn sửa chữa máy thì rõ ràng là hơi khó cho các bạn. Rồi xin chúng ta sẽ mở máy thì chúng ta sẽ coi coi nó báo lỗi gì các bạn nha. Ok, những cái này chúng ta cho nó qua một bên cho nó gọn. Rồi chúng ta sẽ cấp điện vô. Rồi xong cái thao tác chuẩn bị các bạn ha.
Ok, rất là gọn gàng. Bây giờ chúng ta sẽ mở máy xem báo lỗi gì. Rồi, mở máy. Chúng ta chờ xem báo lỗi gì. Giờ chúng ta sẽ dùng cái remote check mã lỗi. Thì các bạn nên nhớ rằng cái model kinh thì từ xưa đến nay thì mình check mã lỗi mình rất là nhiều cái vô clip. Chúng ta xem báo lỗi gì các bạn ha. OA. OA là lỗi đường giao tiếp các bạn ha. Chúng ta xem coi chúng ta đã gắn đúng chưa. À, chúng ta cắm lộn các bạn ha. Cắm lộn nè. Ở OA. Chúng ta cắm lại. OA là lỗi chúng ta gắn lộn dây các bạn. Đen trắng đỏ chúng ta chấm cắm là đỏ trắng đen, thấy không? Đây là một cái lỗi rất là cơ bản, cho nên là các bạn đừng có phân tâm cái vấn đề này nhiều quá ha. Mở nguồn. Rồi, chúng ta xem lại. Xem báo lỗi gì. Chúng ta có sẽ có một số cái mã lỗi chúng ta cần lưu ý. OA là lỗi gì khi mà các bạn gắn lộn dây giữa dây 1 và dây 2. Nó sẽ báo lỗi OA. Nhưng mà nếu như mà bạn gắn đúng OA, gắn đúng dây đàng hoàng mà vẫn báo lỗi OA thì nó sẽ hư một cái con khác. Đúng không? Thì chúng ta sẽ hướng dẫn cái con đó cho các bạn nha. Bây chúng ta sẽ check mã lỗi lại xem nó lỗi gì. Rồi, chúng ta chờ xem các bạn ha. Có lỗi gì. Các bạn chờ xem ha. A6. A6 các bạn thấy chữ A6 không? Cái remote của mình nó hiện đại quá nên các bạn ráng nhìn. A6. A6 là lỗi không có cái quạt đầu lạnh. Không quạt đầu lạnh đúng rõ ràng thì trong cái mạch này chúng ta rõ ràng là chúng ta quên gắn cái mạch đầu lạnh. Nhưng mà sở dĩ mình không gắn cái mạch đầu lạnh đây, mình nói với bạn là một số bạn họ cái nhu cầu mà mua cái quạt để về thử hoặc là gỡ cái quạt của nhà khách hàng rất là khó khăn. Cho nên mình có nói ở trong một cái video clip trước chúng ta đã dùng một cái mạch tần số để chúng ta giả cái tần số của máy, đúng không? Electrolux, đúng chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ dùng cái mạch đó để chúng ta sẽ làm cho cái này. Đây, nó đây. Chúng ta sẽ dùng cái mạch này để chúng ta khống chế cái đường quạt, không phải là khống chế mà chúng ta sẽ làm cho một cái tín hiệu xung hành. Tại vì cái lỗi A6 là cái lỗi không có quạt, đó là mất tín hiệu xung hành. Cho nên chúng ta sẽ dùng nó để làm xung hàm. Chúng ta sẽ gắm vô. Đây là một cái dụng cụ cần thiết để các bạn sửa máy, cũng đơn giản, không phức tạp gì cả. Thì khi mà các bạn tới nhà người ta nó báo lỗi A6 mà các bạn thấy cây quạt nó vẫn quay hay gì đó, hoặc là không quay, chúng ta sẽ cắm vô, chúng ta thử trước xem như thế nào. Rồi, giờ chúng ta sẽ cắm vô và chúng ta sẽ mở nguồn lên. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cắm cái dây máy nén vô. Nếu như chúng ta gắn cái mạch này thì chúng nó sẽ vượt qua cái lỗi A6 nha các bạn. Rồi, chúng ta mở nguồn.
chúng ta chờ xem như thế nào. Rồi chúng ta chờ xem nó chạy không các bạn ha. Cảm biến thì chúng ta đã giả rồi, xung quạt chúng ta cũng dùng mạch vẫn khống chế rồi. Cảm biến của bao đuôi, cảm biến gắn trên đầu máy nén, đây là đường quạt. Rồi chúng ta chờ xem, thầy đang quay clip gì á. Rồi chúng ta chờ xem nó chạy như thế nào. Ok, rồi các bạn đợi xem. Trong quá trình đợi thì các bạn cũng có thể là check mã lỗi của nó để chúng ta kiểm tra xem nó vượt qua lỗi A6 chưa. Nếu nó vượt qua lỗi A6 thì nó sẽ điều khiển bao đuôi được, còn nếu không thì nó sẽ đứng lại nó báo lỗi. Người ta đem cái máy này tới cho chúng ta là người ta nói là phần gì lốc nó không chạy. Không, rồi chúng ta chạy xem. Chúng ta chờ xem nó có lỗi gì. Quạt đưa nóng quay các bạn thấy chưa, như vậy là nó đã vượt qua cái lỗi A6, các bạn thấy rõ ràng chưa. Như vậy thì cái mạch này ngoài việc mà nó cấp cho mạch gì phao của elect, nó còn cấp được cho luôn cả cái gì quạt đầu của đại kinh. Mà các bạn thấy là thường thường các bạn mua một cái quạt đầu rất là mắc tiền, khi mà các bạn thử các bạn vừa mua cái quạt và phải vừa mua luôn cả cái phần lồng sóc của nó nữa. Thì chúng ta chỉ cần mở cái mạch này, đồng ý là các bạn sẽ thấy là không trực quan, nhưng trong một phần nào đó thì các bạn có thể là giảm được khi mà chúng ta sửa chữa, khi mà không gỡ được cái quạt đầu lạnh về, các bạn thấy không, đúng chưa. Chúng ta đã vượt qua được cái lỗi A6, bây giờ chúng ta sẽ xem coi nó sẽ báo lỗi gì. H0 là một lỗi gì các bạn? H0 là lỗi không khởi động được máy nén các bạn ha, không khởi động được máy nén và là mất nguồn cấp máy nén, mất nguồn cho phần điều khiển của máy nén. Như vậy thì các bạn thấy là đối với body kinh thì những cái học viên ở bên mình á, nó đều được các bạn đều được cấp sơ đồ cả đó, được cấp sơ đồ những cái sơ đồ của GA32. Cho nên các bạn, nó mình nói với các bạn là cái quan trọng là cái sơ đồ, bạn thấy rõ ràng chưa. Mình không phải là quảng cáo, nhưng mà trong cái vấn đề mà các bạn học ở đây thì các bạn đều có sơ đồ hết. Và sơ đồ này chính thầy vẽ ra từ ở trên cái bo mạch, nó bằng 3 bảng các bạn ha, 3 bảng đây. Bạn học đây là sơ đồ của Rách Ban, ở trên đây những cái đoạn mạch ở chỗ nào có lỗi nào
đứt chạm chỗ nào, có lỗi nào. Ở đây các bạn đều ghi lại. Ở đây là sơ đồ bình thường, bạn thấy không? Nè, sơ đồ bình thường và sơ đồ tách ban, phải không? Đây là sơ đồ tách ban. Tách ban những cái đoạn chập chỗ nào, lỗi chỗ nào thì ở đây các bạn đều ghi lại hết. Được chưa? Rồi ok, như vậy là lỗi H0 là lỗi mất nguồn cấp cho máy nén, quất nguồn cấp cho IC công suất, mất nguồn không khởi động được IC công suất, không khởi động được máy nén, đó là lỗi gì H0. Như vậy thì các bạn phải xem xét H0 nó cấu tạo như thế nào, người ta sẽ làm cái mạch như thế nào. Một số nơi ở trung tâm dạy nghề dạy rất là lạ hâm, cái chỗ là điện áp từ nguồn 220 chạy cái rét vô cầu diode là không có, mà cái bo này điện áp 220 sẽ chạy vô, sẽ qua cái delay mới cấp được cho cái cầu diode. Nguồn mà có ở trên cái bo này chính là chỉ là nguồn gì, nguồn ban đầu, nguồn mồi ban đầu mà thôi, chứ lúc này là nguồn 300V là không hề có, nó được đóng qua cái delay đó. Đây các bạn thấy không, bạn thấy không, nguồn nó sẽ được đóng qua delay mới vô 300V, bạn thấy rõ không? Đây là cái delay để kích nguồn xung của phần xung đồng bộ, đây là relay để đóng nguồn 300V. Như vậy các bạn thấy là trong một điều kiện bình thường thì nếu chúng ta mới mở máy lên mà có nguồn ở dưới bộ đuôi thì không có nghĩa là cầu diode nó có điện. Bạn nên nhớ đây cái cầu diode, đây cái cầu diode đây, các bạn thấy không, phóng lớn lên cho các bạn xem. Tức là cầu diode chỉ được đóng điện khi vi xử lý ra lệnh sau một thời gian là 3 phút hoặc là 3 phút 20 giây gì đó thì con vi xử lý mới ra lệnh đóng điện cho relay này mới mở nguồn. Chúng ta sẽ vẽ lại nó. Chúng ta sẽ vẽ lại nó cho các bạn xem. Đúng cái sơ đồ này nha các bạn, đúng cái mặt này. Như vậy thì các bạn nên nhớ là điện áp 220 à. Điện áp 220 một line sẽ được chạy vô cầu diode. Một line sẽ được gì? Đóng điện bởi vi xử lý thông qua delay. Không có delay. Ở dưới đây là nó còn phải chạy vô phần relay của xung đồng bộ. Rồi ok. Như vậy nếu như cái đường mạch này mà bị mất thì nó cũng sẽ thể là cái lỗi H0 cho bạn. Tức là khi mà cái đường này bị mất đi thì sẽ mất gì? Mất nguồn cấp cho công suất. Như vậy nó cũng báo được cho bạn là lỗi H0. Vậy bạn phải kiểm tra từng bước. Nếu như nó đã có đường điện áp 300V này mà cấp vô cho công suất rồi mà vẫn báo H0 thì cái này mới là bắt đầu xét cái phần công suất. Bây giờ các bạn phải xét cái phần nguồn, và phần nguồn đã cấp vô IC công suất chưa thì các bạn mới xác định được. Còn nếu mà nguồn chưa cấp vô IC công suất mà các bạn đã vội sửa phần khác rồi thì cái đó là các bạn sửa gì bị sai hướng. Các bạn phải xem là nguồn đã cấp vô IC công suất chưa. Trong cái bo này chúng ta sẽ xem relay đóng chưa. Thông thường thì các bạn chờ đâu thời gian là 3 phút mấy thì các bạn sẽ nghe relay đóng cái cốc, lúc đó thì relay này sẽ đóng, bị xử lý sẽ điều khiển. Nhưng mà cái bo này các bạn để ý nãy giờ các bạn thấy là hình như là nó ở đây nó không có đóng. Như vậy là chúng ta chờ xem nó có điện áp 300V chưa. Thông thường thì cái thời gian mà quạt nó chạy thì nó đã đóng điện điện 300V rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ lại thời gian thử xem. Ok, chúng ta sẽ chờ thời gian thử xem. Một số các bạn có một cái quan niệm là khi mà đóng điện bo đuôi là cầu diode có điện, đó là sai. Một số bạn, ngay cả những bạn dạy nghề cũng nói như vậy, đó là sai. Chúng ta sẽ đo thử xem
họ chẳng có nghiên cứu hay là họ chẳng có sửa máy, cho nên họ nói thì nói cho có lệ. Và chúng ta sẽ xem coi cái vấn đề có phải là như vậy hay không. Bây giờ chúng ta sẽ đặt đồng hồ, chúng ta đo điện 300V xem nó có thường trực 300V không. Chúng ta xem có điện 300V chưa. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái đồng hồ, chúng ta đo. Nó hơi nhỏ các bạn thông cảm nha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ mở thang bài 1000, chúng ta sẽ đo 300. Đo cực cộng và cực trừ của cầu diode. À, cực cộng và cực trừ của cầu diode. Các bạn nào có cái bo này này thì các bạn cứ lấy ra xem mình đo ngay chỗ cộng trừ của cầu diode. Đó. Ngay chỗ cực cộng và cực trừ của cầu diode luôn. Một số nơi họ dạy họ không có nghiên cứu hay cái gì đó, họ cứ nói là mỗi lần mà khi mà cấp điện xuống là 300V ra ngay chỗ cầu diode có là sai, đó là sai nguyên tắc, hoàn toàn sai. Sai nguyên tắc hoàn toàn sai. Đó, chúng ta sẽ mở nguồn. Đó, điện áp bao đuôi có. Điện áp bao đuôi có nhấp nháy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ mở thấp xuống cho các bạn xem. Đây, điện áp bao đuôi nè, các bạn thấy chưa? Có nhấp nháy. Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta đo điện áp đầu 300V là tuyệt đối không có. Các bạn thấy rõ ràng. Chỉ có những bạn mà họ chịu khó nghiên cứu á, thì họ sẽ thấy được cái điểm này của bo Daikin K32. Là không bao giờ có điện áp 300V. Mà điện áp 300V chạy bằng một đường khác để cấp cho khối nguồn, gọi là nguồn nguồn mồi khởi động lúc ban đầu. Bạn thấy 300V không có. Chúng ta sẽ chờ quạt quay. Chúng ta sẽ chờ cái quạt nó quay. Thường là cái quạt nó quay thì nó sẽ đóng được 300V cho phần gì, phần cầu diode. Chúng ta chờ xem. Cái clip này mình làm thì đòi hỏi các bạn phải có một số cái chuyên môn chút xíu ha các bạn ha. Thì các bạn coi, chứ có bạn nhiều cũng nhiều bạn chưa hiểu gì thì mình nói ra các bạn cũng hơi khó hiểu một chút xíu, đó là luật rồi ha. Đó, chúng ta chờ xem. Nếu như không có 300V cấp xuống thì nó sẽ báo lỗi cho bạn là H0 thế thôi. Đây, điện nguồn bao đuôi vẫn còn chạy nha các bạn. Chúng ta chờ xem. Khi mà cái quạt đuôi chạy thì nó cũng đồng thời đóng điện 300V. Chúng ta chờ xem nha các bạn. Mỗi tay có hơi mỏi đó, nhưng mà cũng phải ráng dịnh cho các bạn xem. Không thôi các bạn kêu nó ảo tưởng hóa này kia, rất là mệt mỏi. Mình thời gian qua mình rất là mệt mỏi một số bạn. À, cứ ảo này kia kia nọ, thật ra có ảo gì đâu. Chả có ảo gì cả. Các bạn phải hiểu nguyên tắc, các bạn phải hiểu cách làm thì các bạn sẽ làm rất nhanh gọn lẹ. Còn các bạn không hiểu cách làm thì các bạn coi nó là giống như là thần thánh. Một số thợ sửa bo thì nó hù các bạn. Đó, đây là 300V quạt chạy các bạn thấy không? Thông thường thì các bạn nào sửa mà K32 các bạn biết, khi quạt chạy thì cầu diode sẽ được đóng điện, đó là luật. Bạn thấy không? Mất. Như vậy này nó sẽ báo cho bạn là H0. Không.
Bây giờ chúng ta sẽ dùng phương pháp là chúng ta sẽ xem coi nó sẽ kích để với con trên store nào. Như vậy thì các bạn thấy là nếu như trên sơ đồ mình vẽ ra thì nó sẽ về một con chanh xịt đo. Vi xử lý sẽ điều khiển con chanh xịt đo đó. Vi xử lý. Đúng chưa? Đúng theo trên sơ đồ thì con chanh xịt đo nó tên là V1. Đây trên sơ đồ thì mình có hết. Ở trên ở chỗ mình học là các bạn được cấp những cái tài liệu, mà những cái tài liệu đó là những tài liệu thiết thực chứ không phải là tài liệu ảo. Có một số nơi cho các bạn tài liệu rất là nhiều nhưng mà tài liệu đó coi không có được. Đây thì thực tế như vậy thì nó đóng delay bởi trên to Q1 về qua cô điện trở R1 một ký về chân 24 của vi xử lý, 24 của vi xử lý. Mà thấy rõ ràng không, tài liệu rất là thiết thực và thực tế chứ không có ảo tưởng hóa trong cái vấn đề mà sửa chữa. Như vậy là chanh to Q1 chúng ta xem nó nằm đâu. Chúng ta sẽ lật cái mặt lên, chúng ta sẽ xem. Đây chanh to Q1. Rất là bé, bé xíu luôn. Nó Q1 các bạn thấy không? Qua điện trở R1. Đây. Cực kỳ bé các bạn thấy rõ ràng. Cực kỳ bé. Giờ chúng ta sẽ đo xem và chúng ta kích thử xem nó đóng điện hay không. Chúng ta sẽ nói tắt thử xem. Mở nguồn lên. Mở nguồn lên. Chúng ta sẽ kích thử bây giờ xem nó dẫn điện không. Về cái vấn đề kích hay là vấn đề gì mình không có hướng dẫn ở trên đây mà các bạn phải đi học, nhưng mà mình có phương pháp thử của mình. Mình sẽ kích chanh to dẫn điện hay không và nói tắt xem có dẫn điện hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ nói tắt xem vào đây có nhảy không. Nếu nói tắt mà nó nhảy và chúng ta kích nó nhảy thì ok, còn nếu không thì nó bị hư chanh xịt đo. Đây chúng ta thử xem BE BCE. Bây giờ chúng ta sẽ nói tắt trước. Thấy chưa, bạn thấy không, nó nhảy nè. Rồi chúng ta sẽ kích BE. Kích BE không chạy như là chanh xịt đo này bị đứt. Về cái vấn đề mà các bạn hỏi mình kích như thế nào thì các bạn cũng thông cảm trong cái video clip này, các bạn cần phải nên đi học. Và các bạn nào mà muốn học mà đỡ tốn chi phí, các bạn có thể lên cái Facebook của mình á. Hàng ngày mình có live Facebook, mình cũng có nói cách kích, cách thử ở trên cái Facebook đó. Đây chúng ta chỉ cần nói tắt xe. Nếu relay nhảy thì là relay sống, đúng chưa? Nếu relay không nhảy thì liên quan gì con chanh xịt đo này đâu. Chanh to này khi mà vi xử lý mà ra lệnh thì nó sẽ dẫn điện, đúng không các bạn? Nó sẽ dẫn điện. Thật ra chanh xịt đo là một công tắc. Đây các bạn xem nè, đây là cuộn dây của relay. Có phải là cái công tắc không? Vi xử lý sẽ ra lệnh cho công tắc này. Đây là hình thức bằng cơ. Bây giờ người ta thay cơ bằng điện tử thì nó là con chanh xịt đo. Các bạn nên nhớ rằng đi học mà chúng ta chỉ cần xác định con chanh to này sống chết một cách nhanh nhất. Chứ tôi không cần biết là con chanh to làm từ linh kiện gì, làm từ cái chất liệu gì. Cái đó là kỹ sư họ lo. Tôi chỉ cần làm sao đó mà tôi biết được con này sống hay chết ở trên một cái mặt điện, đang có điện luôn, để tôi thay thế. Ở đây mình dạy các bạn là luôn luôn không bao giờ gỡ một cái con gì ra khỏi mạch khi mà nó không hư. Đó là luật. Đây chúng mỗi phương pháp chúng ta thử. Bây giờ chúng ta sẽ kích BE bằng cách là chúng ta đưa một cái điện áp vô đây, đúng không? Còn đưa điện áp bằng cách nào thì cái đó là các bạn phải đi học. Đưa điện áp vô đây thay một cho một lệnh của vi xử lý. Nếu như nó dẫn điện rồi lây đóng thì chanh to này sống. Còn nếu như bạn đưa điện vô đây mà nó không dẫn điện thì chanh to này nó chết, thế thôi. Chứ tôi không cần thiết là cái chanh to này phải làm từ silicon hay cái gì, tôi không cần thiết gì đó. Cái nhiệm vụ của chúng ta là cần xác định một cách sống chết nhanh nhất để thay thế. Như vậy chúng ta nói tắt xe ơi thì rồi đây nó nhảy, chứng tỏ là relay này nó ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ kích BE mà nó không nhảy thì chanh to này nó chết. Vậy chúng ta chỉ cần gỡ chanh to này ra thay thế là xong. Thấy chưa các bạn, rất là dễ hiểu, không có gì phức tạp cả. Chanh to là gì? Chanh to là một công tắc điện tử mà thôi, ngoài ra không là còn cái gì nữa hết. Đó là luật vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gỡ chanh to ra.
chúng ta sẽ thay bằng một cái chân đo khác. Ok, tại vì chúng ta kích mà nó chạy để đây nó nhảy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta thay cái này nó hơi bé, hơi mệt mỏi với nó chút xíu. Được chưa các bạn hiểu cái vấn đề mình nói không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay một con chanh đo khác vô. Đây là cái nhiệm vụ của chúng ta, làm sao mà xác định một con chanh đo, nhưng mà bây giờ nó bé quá, chúng ta sẽ thay cũng hơi khó khăn các bạn ha. Đây con trụ này, chúng ta nhổ con trụ này ra để chúng ta hàn cho nó dễ chút xíu. Là luôn không sao, con trụ đó là trụ lọc nhiễu không sao cả các bạn ha. Chung là chúng ta sẽ kiếm một con trụ khác chúng ta thay vậy thôi. Các bạn thấy không, món hàng rất là nhỏ cho nên là rất khó khăn. Không dễ đâu nha các bạn, tại vì một số bạn chưa quen thì rõ ràng đây là một cực hình, tại vì nó nhỏ quá. Ngay cả bản thân mình khi mà có mình hàng cũng thấy nó nhỏ. Và chúng ta sẽ nhổ một số cái linh kiện ra. C chúng ta hàng ngay chỗ đầu đầu diode cho nó dễ. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ lấy một con chanh to khác chúng ta thay. Chúng ta sẽ lấy con chanh to C1815. Đây các bạn, để không các bạn nói mình thay đồng bậy không. Về con chanh to C1815 thì đây là em có bầu, tức là ơ C và B, được chưa, đúng không, rất dễ đúng không, em có bầu. Ok, rồi chúng ta sẽ hàng vô B và C. Được chưa các bạn?
rất là khó hàng ha các bạn ha, nhưng mà phải cố gắng thôi. Có thể là nếu điều độ không được chúng ta sẽ gỡ cái delay ra cũng được.